Hiểu biết về vô ngã anatta. Giáo lý vô ngã là một trong những giáo lý quan trọng nhất của Đạo Phật. Có thể nói, đó là nét đặc thù nhất của Phật giáo. Vì như nhiều học giả đã nhìn nhận, nó làm cho Đạo Phật khác với các tôn giáo khác. Các học giả viết rằng, các tôn giáo khác đều chấp nhận sự hiện hữu của một loại thực thể tinh thần, siêu hình, hoặc một tác nhân hay con người ở bên trong và trong một số trường hợp ở bên ngoài của các hữu tình chúng sinh cùng một lúc. Tóm lại, hầu hết các tôn giáo đều chấp nhận sự hiện hữu của một linh hồn hay bản ngã. Donald Watson viết, trong số các tôn giáo chính của thế giới, chỉ duy nhất Đạo Phật phủ nhận hay bất khả tri về sự hiện hữu của một linh hồn. Một học giả khác, Richard Kennedy, viết, theo giáo lý Thiên Chúa, Hồi giáo và Do Thái giáo, mỗi linh hồn sẽ bị xét xử vào ngày tận thế. Chính linh hồn là cái sẽ quyết định cá nhân ấy hoặc bị trừng phạt ở quả ngục hoặc được ban thưởng một cuộc sống vĩnh hằng trên thiên giới. Đạo Phật dạy rằng không có gì được xem là linh hồn hay cái ngã thực và thường hằng như vậy. Bộ Bách Khoa Sưu Tập Văn Minh Mỹ thì viết, trong Đạo Phật không có cái ngã trường tồn như là Atman. Thiền minh sát dẫn đến cái biết rằng ý niệm về tự ngã hay Atman chỉ là ảo tưởng mà thôi. Trong từ điển tôn giáo so sánh, lời dạy về sự hiện hữu của linh hồn được truy nguyên qua các tôn giáo chính trong suốt chiều dài lịch sử. Thuyết vạn vật hữu linh nguyên thủy, tôn giáo của người Ai Cập, tôn giáo của vùng Lưỡng Hà, tôn giáo của người Do Thái, tôn giáo của người Hy Lạp, trong những phóng tác thuộc Homê tức Anh Dũng, những phóng tác thuộc lễ nghi dành cho Ophê quyền bí, triết thuyết của Pythagore và triết thuyết của Platon, Ấn giáo, Bái Hỏa giáo, Trung Hoa, Hồi giáo, Nhật Bổn và Thiên Chúa giáo. Nhưng như các tác giả tuyên bố, Phật giáo trong hình thức cổ điển hay nguyên thủy của nó đã bác bỏ khái niệm của Hindu về Atman như cái ngã bất tử thiết yếu. Như chúng ta thấy, Đạo Phật là tôn giáo chính duy nhất phủ nhận sự hiện hữu của một thực thể siêu hình thường được gọi là bản ngã hay linh hồn. Đạo Phật chia thành hai trường phái chính, Theravada, Phật giáo nguyên thủy, và Mahayana, Phật giáo phát triển, mà trong một số trường hợp có những khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, cả hai trường phái đều bám vào giáo lý vô ngã, anatta. Glassenap viết, sự phủ nhận về một Atman bất diệt là nét chung của mọi hệ thống giáo lý tiểu thừa cũng như đại thừa. Hai từ này ở đây muốn nói tới Theravada và Mahayana, và do đó không có lý do gì để cho rằng truyền thống Phật giáo hoàn toàn đồng ý về điểm này, tức chấp nhận có một Atman xuất phát từ lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Mặc dù giáo lý vô ngã rất quan trọng, rất đặc thù và làm như được mọi người Phật tử chấp nhận một cách phổ biến như vậy, nó vẫn là giáo lý bị hiểu lầm nhiều nhất, bị giải thích sai nhiều nhất và bị bóp méo nhiều nhất trong số những lời dạy của Đức Phật. Một số học giả từng viết về Đạo Phật đã tỏ lòng tôn kính rất mực đối với Đức Phật cũng như đối với những lời dạy của Ngài, kính trọng Ngài, vinh danh Ngài. Thế nhưng họ vẫn không thể hình dung được một nhà tư tưởng uyên thâm như Ngài lại thật sự phủ nhận sự hiện hữu của một linh hồn. Kết quả là họ đã cố gắng để tìm những khe hở rõ ràng trong giáo lý, qua đó họ tìm cách xen vào
sự xác nhận về Atta hay bản ngã cho Đức Phật. Chẳng hạn, hai học giả cận đại Ananda, Kumara Swami và Horner, trong cuốn sách của họ Những tư tưởng sinh động của Đức Phật Cồ Đàm, đã dành phần lớn của cuốn sách cho ý tưởng Đức Phật đã dạy một giáo lý có hai cái ngã. Đại ngã được viết bằng chữ in hoa N để biểu thị cái ngã tinh thần hay linh hồn, và tiểu ngã, cái tôi cá nhân, được viết với chữ N thường. Họ khẳng định rằng Đức Phật chỉ phủ nhận cái ngã cá nhân hay cái tôi cá nhân này khi Ngài nói về vô ngã, anatta. Thật sự ra, các học giả này đã dựa những ý tưởng của họ trên những phiên dịch sai về các từ Pali. Và ở một phần sau trong những bài giảng này, chúng tôi sẽ dành thời gian tương đối để phân tích những đoạn kinh Pali mà họ đã dịch sai ý. Một học giả khác, John Blofeld, cũng quả quyết rằng Đức Phật thực sự dạy một giáo lý có hai cái ngã, một chân ngã hay linh hồn và một giả ngã cá nhân hay cái tôi. Nếu để ý trong đoạn trích dẫn sau, chúng ta sẽ thấy ông phải làm thế nào để sáng tỏ rằng giáo lý thiền tông Zen về tự ngã hay một tâm One Mind trong thực tế không phải là Atman của Bà La Môn Ấn Giáo. Giáo lý về Atman luôn luôn là trung tâm của tranh luận Phật giáo. Không có gì hoài nghi rằng Đức Phật Gotama đã lấy nó làm một trong những điểm chính của giáo pháp. Nhưng những giải thích về nó lại chẳng ai giống ai. Truyền thống Thượng Tọa Bộ giải thích nó không chỉ như vô ngã mà còn là vô ngã. Vì thế, truyền thống này đã phủ nhận con người, cả cái tôi lẫn mọi tham dự trong cái gọi là bản chất của linh hồn vũ trụ Universal Spirit hay một tâm One Mind. Các nhà đại thừa chấp nhận sự giải thích về vô ngã thì cho rằng cái chân ngã không gì khác hơn là cái phi thực thể, không mô tả được. Một tâm, một cái gì đó ít phải là một thực thể hơn rất nhiều so với Atman, cái ngã của những người Bà La Môn. Linh hồn vũ trụ, một tâm và ngã mà Blofeld tìm thấy trong giáo lý Atman thực ra là một Atman, một cái ngã Atta của một thực thể tinh tế hơn, dù ít phải là một thực thể. Như ông nói, song vẫn là một Atman. Vì thế, những ý tưởng về bản ngã Atta vẫn mâu thuẫn với giáo lý vô ngã, anatta của Đức Phật. Như trước đã nói, phần lớn các nhà đại thừa đều chấp nhận giáo lý vô ngã. Nhưng về sau, các trường phái của đại thừa như Thiền Tông Trung Hoa mà Blofeld đã viết về có thể đã trôi dạt vào một thuyết giống như bản ngã vậy. Những tranh luận về giáo lý vô ngã dường như dựa trên một sự sợ hãi sâu xa về việc phủ nhận sự hiện hữu của một linh hồn. Người ta thường rất quý sự sống của họ, vì thế họ thích tin rằng phải có một cái gì đó trường cửu bất diệt và thường hằng bên trong họ. Khi ai đó đi đến và báo rằng không có cái gì thường hằng trong họ, không có cái gì như một linh hồn, nhờ đó họ sẽ tiếp tục sống đời đời, có thể họ trở nên khiếp sợ. Họ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với họ trong tương lai. Họ mang nỗi sợ hãi về sự diệt vong. Đức Phật rất hiểu điều này, như chúng ta có thể thấy trong câu chuyện của Vajragotha, người mà giống như bao nhiêu người khác đã cảm thấy sợ hãi và rối loạn cả lên bởi giáo lý vô ngã, anatta. Vajragotha là một du sĩ ngoại đạo, một lần nọ đã đi đến Đức Phật để đàm luận về một số vấn đề quan trọng. Ông hỏi Đức Phật, thưa tôn giả, có tự ngã không? Đức Phật giữ im lặng. Sau khi Vajragotha bỏ đi, Đức Phật giải thích cho thị giả Ananda lý do tại sao Ngài đã giữ im lặng. Đức Phật giải thích là Ngài biết rằng Vajragotha rất lầm lẫn trong ý tưởng của ông về tự ngã, và rằng nếu ta trả lời là có tự ngã, thời ta sẽ bị cho là đang trình bày quan điểm của những người thường kiến.
thuyết chủ trương có cái ngã thường hằng, điều mà ta không đồng ý. Nhưng nếu ta nói rằng không có tự ngã, thời Vajjagotta có thể nghĩ rằng ta đang trình bày quan điểm của những người đoạn kiến, quan điểm cho rằng con người không là gì cả ngoài cơ cấu tâm vật lý sẽ bị hủy diệt hoàn toàn vào lúc chết. Bởi lẽ quan kiến sao phủ nhận nghiệp tái sanh và duyên khởi, nên Đức Phật cũng không đồng ý với quan kiến này. Thật sự, Đức Phật dạy rằng con người tái sanh với Patissanhi, thức hay tâm tục sinh. Một cái thức tái sanh vốn không chuyển di từ kiếp sống trước, nhưng đi vào hiện hữu nhờ những điều kiện, kể cả trong những kiếp sống trước, những điều kiện như là nghiệp chẳng hạn. Như vậy người tái sanh không phải là một với người đã chết, và người tái sanh cũng không hoàn toàn khác với người đã chết. Quan trọng hơn cả, không có thực thể siêu hình, không có linh hồn và không có loại bản ngã tinh thần nào tiếp tục từ một hiện hữu này đến một hiện hữu khác trong lời dạy của Đức Phật. Nhưng lời dạy này lại quá khó đối với Vajjagotta, và Đức Phật muốn đợi đến một thời điểm khi mà trí tuệ của Vajjagotta đã trưởng thành. Đức Phật không phải là một cái máy tính tự động đưa ra những câu trả lời cho mọi câu hỏi. Ngài dạy đạo tùy theo hoàn cảnh và căn cơ của con người, vì lợi ích của họ. Như điều này đã xảy ra khi Vajjagotta thăng tiến về mặt tinh thần nhờ hành thiền minh sát Vipassana. Sự thăng tiến này đã cho phép ông nhận ra tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp, và sau đó ông trở thành một bậc A-la-hán. Tiếc thay, câu chuyện này đã bị một số học giả sử dụng để cố gắng chứng minh rằng Đức Phật thật sự không phủ nhận sự hiện hữu của Atta hay cái ngã. Bây giờ chúng ta hãy xem xét những ý tưởng chứa đựng trong từ Atta. Trước khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian này, Bà La Môn giáo, về sau được gọi là Ấn Độ giáo, đã thịnh hành ở Ấn Độ. Bà La Môn giáo dạy giáo lý về sự hiện hữu của Atta, từ thường được dịch là linh hồn hay tự ngã. Khi Đức Phật xuất hiện, Ngài tuyên bố không có Atman. Giáo lý vô ngã này quan trọng đến mức chỉ 5 ngày sau khi thuyết bài pháp đầu tiên của Ngài, Đức Phật đã công bố nó. 5 vị đệ tử nghe bài pháp đầu tiên ấy trở thành thánh nhập lưu, người đã đạt đến giai đoạn giác ngộ thứ nhất. 5 ngày sau, Đức Phật tụ tập 5 vị đệ tử lại và dạy cho họ bài pháp Anatta vô ngã. Cuối bài pháp, cả 5 vị đều đắc A-la-hán, những người đã đạt đến giai đoạn giác ngộ cao nhất. Atta này là gì mà Đức Phật phủ nhận? Chữ Anatta là một sự kết hợp của hai từ An và Atta. An có nghĩa là vô hay không, và Atta thường được dịch là linh hồn hay tự ngã, đôi khi còn viết bằng chữ in hoa N để biểu thị một thực thể tinh thần. Song Atta có một tầm ý nghĩa khá rộng, những ý nghĩa y bây giờ chúng ta sẽ xét đến. Những từ liên quan đến Atta này đã được luận bàn trong hai cuốn sách nổi tiếng của kinh điển Ấn giáo Upanishad và Bhagavad-gita. Nhiều quan điểm về Atta cũng được tìm thấy trong kinh Phạm Võng, bài kinh mà tôi sẽ bàn đến ở sau. Atta là cái lõi bên trong của bất kỳ vật gì. Cái lõi bên trong của một cái cây là phần cứng nhất, và như vậy cái lõi của một vật gì cũng có thể hàm ý là sự tồn tại lâu dài. Cái lõi cũng có thể hàm ý phần tốt nhất của một vật gì, phần được xem là tinh chất, trong sạch, chân thực, mỹ diệu và bền lâu. Ý tưởng về tự ngã, Atta, kể như cốt lõi của một vật được tìm thấy trong Chandogya và Brihadaranyaka Upanishad. Một áp dụng khác của Atta là quyền lực. Quyền lực là khả năng làm cho những người khác phải tuân theo mệnh lệnh. Nếu bất cứ cái gì đã được gọi là tự ngã, thì nó phải có sức mạnh để sử dụng quyền lực đối với tính chất của mọi vật, như đã được tuyên bố trong Kena Upanishad.
Ngoài ra, Atta không phải chịu dưới quyền của bất kỳ quyền lực nào khác. Nó là người có quyền lực cao nhất và được xem là ông chủ của chính nó. Nó cũng giống như một chủ tể hay chủ nhân. Atta là chủ tể của chính chúng ta. Nó khác với chúng ta và những gì trong chúng ta. Nó là người cư trú, hán dịch trụ giả. Dụng không phải thành phần của ngũ uẩn. Atta cũng còn là tác nhân của hành động, một người làm, Karaka. Và chính Atta là cái thực sự làm mọi việc, tốt cũng như xấu. Atta là cái qua đó chúng ta hành động, là cái qua đó chúng ta thọ hưởng hạnh phúc hay khổ đau. Do vô minh, chúng ta tự đồng hóa mình với thân thể và cái tôi, tức ego, quên đi rằng chúng ta thực sự là Atta. Khi chúng ta làm một điều gì, thật ra đó là mệnh lệnh của Atta. Nhưng chúng ta tin một cách ngu dốt rằng chúng ta là những cá nhân thực sự kiểm soát được cuộc sống của chúng ta. Như vậy Atta là người đạo diễn và cũng là người trải nghiệm. Nghĩa khác nữa về Atta là linh hồn, một thực thể tinh thần ở bên trong mọi con người. Linh hồn cũng gọi Atman trong kinh điển Ân Giáo, là cái ngã cá nhân và nó đồng nhất với cái ngã vũ trụ đấng tối cao, hay còn gọi Brahman, Phạm Thiên. Atman cư trú trong mọi người và trong mọi hữu tình chúng sinh. Giống như Brahman, Atman là vĩnh hằng. Khi xác thân chết, Atman di chuyển sang thân khác và lấy thân đó làm căn nhà mới của nó. Theo cách như thế, nó di chuyển hết thân này sang thân khác, dứt bỏ cái thân đã tàn tạ để nhận lấy một thân mới. Theo Ấn Độ giáo thì giải thoát tức là nhận ra rằng Atman cá nhân là đồng nhất với Atman vũ trụ hay Phạm Thiên. Nói khác hơn, Atman cá nhân là một phần của Phạm Thiên, và giải thoát tức là thể nhập làm một với Phạm Thiên. Atman là vĩnh hằng hay bất diệt, không người nào có thể giết chết hay làm tổn thương Atman. Trong Hagapa Rita, Krishna, một hóa thân của thần Vishnu, đã mang điều này trong tâm khi ông chỉ thị cho Arjuna, một đại chiến binh, lao vào trận chiến. Arjuna mới đầu còn do dự không muốn lao vào cuộc chiến để chiến đấu với những người anh em họ của mình. Nhưng Krishna nói với ông rằng không có vũ khí nào có thể chặt đứt Atman, không có lửa nào có thể đốt cháy Atman. Cho dù ông có giết một người nào đó thì ông cũng chỉ giết được cái thân của họ mà thôi. Nếu ai nghĩ mình giết và nếu người kia nghĩ mình bị giết thì chẳng ai biết được con đường chân lý. Sự vĩnh hằng nơi con người không thể bị giết, sự vĩnh hằng nơi con người không thể nào chết. Nó chưa từng sanh và cũng chẳng bao giờ diệt. Nó ở trong cõi vĩnh hằng, nó là muôn thuở. Sau đó Krishna thúc giục Arjuna hãy làm bổn phận danh dự của mình như một thành viên của giai cấp chiến sĩ và lao vào cuộc chiến. Arjuna đã làm theo. Đức Phật đã phủ nhận thuyết Atman. Theo Đức Phật, không có gì chúng ta có thể gọi là một cái loại bên trong vĩnh hằng và hạnh phúc như vậy, và cũng không có gì chúng ta có thể kêu cầu để vận dụng quyền lực của họ đối với bản chất của các pháp. Trong đạo Phật, không có người làm hay người tác nghiệp ngoài nghiệp, và cũng không có người cảm thọ ngoài cảm thọ. Không có cái gì hoặc không có người nào có quyền lực tuyệt đối, vì vạn vật đều phó mặc cho sự sáng tạo và hoại diệt không ngừng của các pháp hữu vi. Đức Phật dạy rằng chỉ có năm uẩn: 1. Sắc, tiến trình vật lý; 2. Thọ; 3. Tưởng; 4. Hành; và 5. Thức. Nếu ít chuyên biệt hơn, chúng ta có thể nói rằng chỉ có hai nhóm hiện tượng trong hiện hữu này, đó là tâm và thân, hay danh và sắc. Ngoài tâm và thân hay danh và sắc này ra, không có bất cứ cái gì khác hiện hữu để chúng ta có thể gọi là Atta. Pháp duy nhất tồn tại ngoài lãnh vực danh và sắc là Niết Bàn giới vô vi, chân lý tuyệt đối,
nhưng như trong phần sau của bài giảng này tôi sẽ bàn đến. Ngay cả Niết Bàn cũng là vô ngã, in atta. Theo lời Đức Phật dạy thì chúng ta chỉ là năm uẩn. Chúng ta là một hợp thể gồm năm uẩn. Và sau khi phân tích, quán sát chúng theo từng uẩn một với cái nhìn thấu suốt của thiền minh sát, chúng ta sẽ nhận ra rằng không có gì còn lại, không linh hồn, không tự ngã ngoài các uẩn. Sự kết hợp của năm uẩn là những gì chúng ta gọi là một con người, một chúng sinh, một người đàn ông hay một người đàn bà. Ngoài năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành và thức vốn là sự tương tác và tùy thuộc lẫn nhau ra, không còn gì khác. Không có người điều khiển, không có người làm, không có người kinh nghiệm, tức người cảm thọ, và cũng không có cốt lõi nào có thể được tìm thấy trong đó. Vì thế, atta hay tự ngã chỉ là một ý tưởng không có bất kỳ thực tại tương ứng nào. Trong Trung Bộ Kinh, chúng ta thấy có câu chuyện kể về một du sĩ ngoại đạo rất nổi tiếng tên là Sakaka. Một hôm, ông nghe nói rằng Đức Phật dạy về giáo lý vô ngã. Vì lẽ ông là một nhà biện tài rất sắc bén, ông quyết định sẽ đi gặp Đức Phật để thuyết phục Ngài rằng giáo lý Anatta là sai lầm. Ông cảm thấy rất tự tin. Ông tuyên bố rằng nếu ông có tranh luận với một cột trụ đá, trụ đá ấy sẽ phải toát mồ hôi vì sợ. Ông còn nói ví như một lực sĩ nắm lấy một con dê và quay nó quanh vai mình như thế nào, ông cũng sẽ nắm lấy Sa Môn Cồ Đàm mà xoay như vậy trong cuộc tranh luận này. Sakaka và những đệ tử của ông đi đến Đức Phật và tại đó đã nói lên những lời chào hỏi lẫn nhau. Sau đó ông mời Đức Phật giải thích những giáo lý mà Ngài đã dạy. Đức Phật trả lời rằng Ngài dạy vô ngã, in atta. Sakaka nói ngược lại, không, có ngã, năm uẩn là tự ngã. Đức Phật nói, ông có thực sự cho rằng sắc là tự ngã không? Như một sự tình cờ, Sakaka rất là xấu trai, nên nếu ông nói rằng sắc thân là tự ngã, Đức Phật có thể hỏi ngược lại, vậy thì tại sao ông không tự làm cho mình đẹp trai hơn đi? Thế là Sakaka bị buộc phải nói rằng sắc không phải là tự ngã. Ở đây chúng ta có thể thấy Đức Phật đánh đổ một số đặc điểm được người ta quay là tự ngã, tức atta. Nếu Sakaka có một atta, ông có thể kêu gọi nó vận dụng quyền lực và sức mạnh để thay đổi diện mạo của ông. Vì suy cho cùng, atta được đồng nhất với Brahman, tức cái ngã vũ trụ, bậc cai trị tối cao, đấng sáng tạo quyền năng vô tận, tuyệt đối và nguồn cội của vạn vật trong thế gian, như trong Hagava Rita đã giải thích. Tuy nhiên, theo Đức Phật, chỉ có năm uẩn hiện hữu, và năm uẩn này không phải atta, bởi vì chúng phải tuân theo những quy luật của vô thường, khổ và vô ngã. Sắc không phải là atta, nó không phải là ông chủ và người cai trị của chính nó, và nó còn phải chịu sự đau khổ. Các uẩn khác, thọ, tưởng, hành và thức cũng phải theo những quy luật như vậy. Do đó Sakaka đã bị đánh bại. Mặc dù chúng ta có thể dễ dàng hiểu được Rupa hay sắc không phải atta, song một số người vẫn cảm thấy khó hiểu rằng tại sao các uẩn khác, thọ, tưởng, hành và thức, những uẩn mà chúng ta có thể rút gọn lại thành nama, tức danh hay tâm, lại không tạo thành một thực thể để có thể được gọi là tự ngã, atta. Tóm lại, nhiều người vẫn tin rằng tâm và linh hồn là đồng nhất hoặc có ảnh hưởng lẫn nhau, và họ minh định tâm hay linh hồn này như một phần của con người. Chính nó đưa sự sống và ý thức vào thân vật lý, và như vậy họ vẫn tin rằng nó là trung tâm tinh thần và tâm lý của con người. Nhưng theo Đức Phật, nama hay danh này cũng không phải atta, vì cùng những lý do như đã nói ở sắc, tức là nó vẫn phải tuân theo những quy luật của vô thường, khổ và vô ngã, như chúng ta sẽ nghiên cứu thêm khi phân tích sâu hơn về bài Kinh Vô Ngã Tướng.
Đức Phật xem Nama và Rupa như nhau, và chúng tùy thuộc hỗ tương lẫn nhau. Ví như một con rối làm bằng gỗ, mặc dù không thực chất, không có sự sống và không hoạt động, song bằng cách kéo những sợi dây, người ta có thể làm cho nó cử động, đứng lên, ngồi xuống và có vẻ như đầy sức sống và hoạt động. Tâm và thân này cũng vậy, là một cái gì đó rỗng không, không có sự sống và không hoạt động. Nhưng nhờ sự vận hành hỗ tương của chúng với nhau, sự kết hợp tâm vật lý này có thể chuyển động và có vẻ như đầy sự sống và hoạt động. Hơn nữa, chúng ta phải nhớ rằng Nama Rupa, danh sắc hay Khanhas các uẩn chỉ là cách phân loại trừu tượng do Đức Phật giả lập, và như vậy chúng không thực sự hiện hữu như các uẩn. Đó là không hề có sự vận hành của một thực thể hoàn toàn hay một nhóm uẩn gọi là sắc hay thọ hay tưởng hay hành hay thức, mà chỉ có sự vận hành của những đại diện riêng lẻ của những uẩn này. Chẳng hạn, với một đơn vị tâm, chỉ một loại thọ duy nhất có thể kết hợp. Hai đơn vị khác nhau của tưởng không thể khởi lên trong cùng một sát na, và chỉ một loại thức, chẳng hạn nhãn thức, có thể khởi lên vào lúc ấy. Còn số ít hơn hay nhiều hơn của các tâm hành, tâm sở có thể khởi lên cùng với mỗi trạng thái tâm. Các uẩn chẳng bao giờ khởi lên như một tổng thể, chỉ có các thành phần hay đơn vị từ một uẩn nào đó có thể khởi lên tùy thuộc vào các duyên, tức điều kiện. Không có các uẩn vận hành toàn bộ để có thể được gọi là một cái ngã hay một cái tâm. Thêm nữa, từng thành phần của các uẩn có vẻ như thật này đều phải chịu sự tác động của những quy luật vô thường, khổ và vô ngã như nhau. Cách khác để xem xét kỹ vấn đề tại sao danh và sắc không phải là tự ngã là chỉ cần quay trở lại sự định nghĩa của Đức Phật về năm uẩn trong Tương Ưng Kinh. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng bốn uẩn vốn có thể được xếp loại đơn giản là danh hay tâm không cách nào để được hiểu như một thực thể tâm trường cửu hay như bất cứ một cái gì mà chúng ta có thể gọi là tự ngã Atta. Nói đúng hơn, các uẩn phụ thuộc hoàn toàn vào nhau, và các thành phần của mỗi uẩn làm duyên hay tạo điều kiện cho sự khởi sanh của nhau. Không có một thực thể trường cửu tự tồn tại trong bất cứ phần nào của định nghĩa sau, mà chỉ có các thành phần hỗ tương duyên lẫn nhau và chỉ khởi sanh khi chúng tương tác với nhau. Này các tỳ kheo, thế nào là sắc uẩn? Bốn đại chủng và các sắc do tứ đại sanh. Này các tỳ kheo, thế nào là thọ uẩn? Có sáu loại thọ: thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do vị xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, và thọ do ý xúc sanh. Này các tỳ kheo, thế nào là tưởng uẩn? Có sáu loại tưởng: sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Này các tỳ kheo, thế nào là hành uẩn? Có sáu loại hành, tức tư: sắc tư, thinh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Này các tỳ kheo, thế nào là thức uẩn? Có sáu loại thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Dựa trên những định nghĩa trên, thật dễ nhận ra rằng không có gì để có thể được gọi là Atta hay tự ngã tìm thấy trong những vận hành của danh và sắc này. Vẫn có một cách khác được tìm thấy trong Di Diệu Pháp Abhidhamma. Ở đây bản chất của danh và sắc được phân tích tỉ mỉ và dành cho những ai muốn hiểu đạo Phật một cách thấu đáo hơn. Có thể nói Di Diệu Pháp là một nghiên cứu phân tích và toàn diện nhất do Đức Phật đưa ra. Ở đây Đức Phật phân tích danh và sắc hay tâm và thân thành ba nhóm thực tại tuyệt đối, bao gồm 89 loại tâm, 52 tâm sở và 28 loại sắc. Cũng ở đây không có thực thể tâm trường cửu, mà chỉ có những vận hành phụ thuộc lẫn nhau của những thành tố trong các nhóm này.